Đối với chúng tôi, để xây dựng niềm tin và sự hài lòng của quý khách hàng đối với thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam xoay quanh bởi hai yếu tố chính. Đầu tiên là cung cấp những chiếc xe thương hiệu Đức chất lượng cao. Thứ hai là mang đến dịch vụ cũng như phụ tùng chính hãng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy trình dịch vụ 7 bước của Volkswagen ở hệ thống đại lý trên toàn quốc tại Việt Nam. Quy trình dịch vụ chính hãng của Volkswagen gồm 7 bước. Đầu tiên là đặt lịch hẹn. Khách hàng liên hệ đến đại lý thông qua hotline, website, ứng dụng My Volkswagen hoặc các trang thông tin mạng xã hội để đặt lịch hẹn. Chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận và lên lịch hẹn vào thời gian thích hợp. Bước 2. Chuẩn bị cho cuộc hẹn. Các thông tin liên quan về lịch sử, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành của xe sẽ được kiểm tra. Đồng thời, các phụ tùng, phụ kiện cần thiết sẽ được chuẩn bị. Bước 3. Tiếp nhận xe. Khách hàng mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen sẽ được tiếp đón tận tình. Nhân viên dịch vụ sẽ phụ bảo vệ nội thất, vô lăng và ghi nhận thông tin số km, mức nhiên liệu của xe. Nhân viên sẽ kiểm tra nội thất, ngoại thất, kiểm tra gầm, ghi nhận lại hiện trạng của xe, sau đó xác nhận lại với khách hàng. Cố vấn dịch vụ sẽ hướng dẫn và trao đổi chi tiết các vấn đề về bảo dưỡng, bảo hành và sửa chữa. Sau khi khách hàng xác nhận lại các hạng mục trên báo giá, thông tin sẽ được chuyển đến các kỹ thuật viên để thực hiện các bước tiếp theo. Khách hàng khi mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen sẽ được tiếp đón tại phòng chờ dịch vụ đạt tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen. Bước 4. Thực hiện dịch vụ sửa chữa. Các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản với chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm sẽ lập thời gian biểu và tiến hành các bước kiểm tra, sửa chữa và thay thế cần thiết. Bước 5. Kiểm soát chất lượng và chuẩn bị giao xe. Sau khi việc bảo dưỡng và sửa chữa hoàn tất, xe sẽ được kiểm tra một lần nữa và chạy thử nếu cần thiết trước khi được vệ sinh sạch sẽ và thông báo đến khách hàng. Bước 6. Giao xe và thanh toán. Khách hàng sẽ được cố vấn dịch vụ giải thích chi tiết các hạng mục đã hoàn thành và phụ tùng đã thay thế. Nhiều hình thức thanh toán được áp dụng tạo sự thuận tiện cho khách hàng như thanh toán qua thẻ, chuyển khoản hoặc tiền mặt. Khách hàng được mời khảo sát nhanh. Những ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất. Bước 7. Chăm sóc khách hàng. Đại lý sẽ tiếp tục chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để đảm bảo mọi nhu cầu, thắc mắc của khách hàng đều được giải quyết kịp thời và chu đáo. Để đảm bảo chiếc Volkswagen của bạn luôn trong tình trạng tốt nhất, vận hành ổn định và tăng tuổi thọ cho xe, chiếc xe cần được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ. Và để đảm bảo điều đó, hãy luôn mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để chúng tôi có thể kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng đúng cách chiếc xe của bạn, vì chỉ có chúng tôi mới làm tốt nhất điều đó. Volkswagen.